Xin chào các bạn, chúng ta đi tìm hiểu bài học đầu tiên trong chương tổng quan về VBA. Thì trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu về file Excel mà có chứa VBA thì nó khác gì với file Excel thông thường. Thì dấu hiệu để phân biệt giữa file Excel có chứa VBA hay không, thì các bạn sẽ nhìn đầu tiên ở trong cái thư mục chứa file. Thì ở trong thư mục này, các bạn có thể thấy file Excel có chứa VBA thì cái biểu tượng icon của nó có thêm cái biểu tượng dấu chấm than. Còn file Excel thông thường thì không có biểu hiện này. Ngoài ra ở phần tên file, phần đuôi file, các bạn sẽ thấy ở file Excel thông thường có đuôi là .xlsx, còn file Excel mà có chứa VBA thì đuôi của nó là .xlsm. Hai cái đuôi này hoàn toàn khác nhau và nó phân thành hai loại file khác nhau. Đó. Đấy là dấu hiệu đầu tiên để chúng ta nhận biết được file Excel có chứa VBA hay không. Tiếp theo là khi chúng ta mở một file Excel có chứa VBA thì nó sẽ có một số đặc điểm như sau. Đầu tiên là nhìn trên thanh công cụ, chúng ta sẽ thấy có một cái dòng thông báo màu vàng nằm ngay phía dưới thanh công cụ. Dòng thông báo này mang ý nghĩa là file Excel này có chứa các macro và macro này đang bị ngừng hoạt động. Nếu như chúng ta muốn kích hoạt để sử dụng được các macro đó thì chúng ta phải bấm vào nút Enable Content. Ví dụ như đây, mình bấm vào nút Enable Content. Thì khi đó chúng ta có thể truy cập vào bên trong nội dung của file và thấy rằng trong file này có một số cái nút lệnh chức năng cũng như là cái thanh công cụ lọc ở đây. Ví dụ mình sẽ lọc thử theo một người có tên là Tuấn đi. Khi mình bấm Enter thì ngay lập tức cột họ và tên này, tất cả những tên nào có chữ Tuấn đã được lọc rất là nhanh. Và khi mình xóa cái tên ở phần lọc tên này đi thì ngay lập tức cột họ tên này lại trở về trạng thái bình thường, không lọc gì cả. Đó chính là cái kỹ thuật sử dụng VBA để điều khiển cái công cụ filter ở đây. Ngoài ra, chúng ta có thể thêm các nút lệnh như là thêm mới để tạo cái form nhập dữ liệu thêm nhân viên. Rồi khi nhập xong chúng ta lưu dữ liệu hoặc chúng ta bấm nút đóng thì lại quay trở lại bảng dữ liệu ban đầu. Đó. Nó rất là tiện lợi cho chúng ta trong quá trình làm việc cũng như là thao tác ở trên Excel. Vậy thì đấy là đặc điểm của file Excel mà có chứa VBA. Thì hẹn gặp lại các bạn ở trong bài học tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.